Nhận biết triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là một bệnh do virus dengue gây ra, lây truyền qua vết cắn của mũi Aedes aegypti. Bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm nếu không được nhận biết và điều trị kịp thời. Việc hiểu rõ các triệu chứng của sốt xuất huyết giúp bạn có thể phát hiện bệnh sớm và xử lý đúng cách. 1. Sốt cao đột ngột. Triệu chứng đầu tiên thường gặp là sốt cao đột ngột xuất hiện, thường lên đến 39 đến 40 độ C. Cơn sốt này kéo dài từ 2 đến 7 ngày và khó hạ nhiệt bằng thuốc hạ sốt thông thường. 2. Đau nhức cơ, xương khớp và đầu. Bệnh nhân thường cảm thấy đau nhức dữ dội ở vùng cơ, khớp và vùng sau mắt. Cơn đau đầu có thể rất nghiêm trọng, khiến người bệnh cảm thấy kiệt sức. 3. Phát ban. Phát ban có thể xuất hiện sau 2 đến 5 ngày kể từ khi bắt đầu sốt. Ban đầu Da có thể trở nên đỏ rực và sau đó xuất hiện các đốm xuất huyết nhỏ dưới da, thường ở tay, chân và thân người. 4. Chảy máu. Triệu chứng chảy máu là dấu hiệu cảnh báo của bệnh sốt xuất huyết nặng. Người bệnh có thể bị chảy máu mũi, chảy máu chân răng hoặc xuất hiện các vết bầm tím bất thường trên cơ thể. 5. Mệt mỏi và suy nhược. Người bệnh thường cảm thấy mệt mỏi, yếu sức và suy nhược toàn thân. Điều này có thể kéo dài ngay cả sau khi hết sốt. 6. Buồn nôn và nôn Một số bệnh nhân có thể gặp triệu chứng buồn nôn và nôn, khiến cơ thể mất nước và điện giải. 7. Sốc sốt xuất huyết Trong một số trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết với biểu hiện da lạnh, ấm, mạch yếu và nhanh, giảm huyết áp và thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời nếu bạn hoặc người thân xuất hiện các triệu chứng trên, đặc biệt là có dấu hiệu chảy máu hoặc mệt mỏi quá mức, cần đến bệnh viện ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nhận biết sớm và xử lý đúng cách là cách tốt nhất để phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết. Luôn quan sát cơ thể và không chủ quan với những dấu hiệu bất thường. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng